Và tôi nhìn thấy có vẻ màu xanh. Lão gì? Lão hả? Nhờ. Nghe giọng Phong, không thấy Phong đâu gì? Sao mày với con người vậy hả? Đâu? Tôi là... Sao cậu lấy đây vậy? Tại vì đồ nhiều quá nó che. Cái này người ta gọi là flex một cách gọi là tinh tế đó. Ok, và hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mọi người có thấy khung cảnh ngày hôm nay có gì là lạ không các bạn? Có thấy lạ không? Đó, ăn lẩu nè. Đúng rồi, hiện tại bây giờ bọn mình đang có ngồi ở một cái quán lẩu. Thì đây chính là lẩu Hai Di Lao nha các bạn đó. Hôm nay mới lãnh lương, trời ơi. Bọn mình mới lãnh lương nên là bọn mình gọi là đi ăn lẩu đó. Chứ bình thường ở nhà là ăn mì gói thế bà luôn đó. Ok, thì mới lãnh lương cho nên là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có clip hình bóc bé ba. Và lần này chúng ta sẽ cùng nhau inbox bé ba, nhưng mà sẽ là bé ba phiên bản thập cẩm nha các bạn. Thập cẩm là sao? Có nghĩa là mỗi bóc sẽ là mỗi bóc loại khác nhau. Đúng rồi, là phải tỷ lệ nó khó ra cái con lớn lắm nha. Mà ở trong đây sẽ có hai con không phải là bé ba nha các bạn. Không có ba con không phải là bé ba, là có ba con này. Ở đây sẽ có một con là Migo. Migo này cũng nổi lắm. Migo này cũng hot lắm nè bạn. Một con là gì mình không biết. Con là chớp lên rồi. Và một con nữa là con bò. Đó. Anh bắt ba con đẹp nhất, bắt ba sau đi. Rồi, nói chung là chúng ta sẽ bắt cái nào trước giờ? Ba con ngoại lai đi. Ba con này trước đúng không? Mình thấy mình thích inbox con Migo. Ok, rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau inbox Migo trước các bạn nha. Let's go. Nguyên giọng nè. Rồi, chúng ta sẽ đến với hộp Migo đầu tiên. Ở trong cái hộp này á, thì theo như mình đang nhìn trên cái hình á, bạn editor sẽ để cái hình của mấy con Migo dưới cho mấy bạn khán giả xem nha. Ok, thì ở đây mình sẽ thấy có rất là nhiều màu. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chọn con heo, vẫn tiếp tục là con heo hả các bạn? Chọn con heo. Con heo thì dễ thương, rồi xanh cái nào? Tôi hả? Tôi là cái con à, con gì ta? Con mèo đen đi ha. Con mèo đen. Rồi, cái xin là con nào? Con gấu hay là con gì? Tôi là con gấu nâu. Gấu nâu, ok. Xích gần màu đỏ. Xích gần màu đỏ luôn. Tham vọng lớn. Rồi, ok. Ví dụ như mà nó ra, nó ra con của ai thì người đó sẽ được tặng luôn. Wow, okay. Rồi, mấy trăm ngàn hộp chết đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với con đầu tiên. Con mèo đen mà đen. Con mèo đen hay là con mèo, gì đen? Con mèo màu đen. Tự nhiên được ăn cái tình quà ngang gì đó. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mở con đầu tiên. Mấy bạn thấy cũng đừng nên đoán luôn nha, lỡ tặng thì không có tặng. Để tôi xem cái màu thử trước nha. Mọi người hồi hộp đi, mọi người nên hồi hộp đi. Em không bất ngờ luôn á. Cái đó này đó là màu gì? Màu đỏ, xin. Màu nâu. Màu nâu. Đen. Không có màu nào dính hết. Ủa? Không có màu nào trúng hết. Kể cả màu của tôi cũng không trúng luôn. Vậy màu gì trời? Và đó chính là con... Màu tím. Màu tím. Ồ, con thỏ. Trời ơi, con tím liền. Sim cầm lại gần cho bạn coi giúp mình với Sim. Này, con thỏ này hình gì vậy? Con thỏ này là màu tím, có cái mắt thường. Trời ơi, mắt thường nha. Cái này không có rưng rốt gì đó. Rồi thì tôi muốn hỏi là ở đây có ai thích con thỏ này không ạ? Nào. Hả, có bạn thích hả? Đúng rồi. Cái thích thì... Trời, sao? Có. Ê thơm vậy? Ê thơm nha. Thơm mà. Thơm xỉu. Đâu mình thơm xỉu. Xỉu em có. Rồi, nói chung là cây thích thì mình tặng cho cây thôi nè. Mấy người không thích này ra thì cũng tiếc nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến hộp tiếp theo. Sẽ là hộp này, hộp con bò nha các bạn. Cậu con bò. Ok cậu nhé, bình thường. Nay mới lãnh lương cho nên là mấy con này bình thường. Khi nào mình hết tiền, bạn cho mình mượn tiền là được nha. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái hộp con bò. Thì mình sẽ tiếp tục để hình bên dưới cho bạn coi nha. Thì tôi sẽ chọn con chim cánh cụt đi. Chim cánh cụt dễ thương. Gấu mèo. Gấu mèo không? Gấu mèo. Tôi là nguyện vọng lớn. Con đậu thú ấy xích rồi. Wow, xích rồi luôn. Ủa, bạn còn gì vậy? Tôi hả? Tôi là tôi chọn chim cánh cụt. Gấu mèo nha. Cho tôi chọn với. Cái chọn nào? Tôi chọn con thỏ luôn ạ. Con thỏ. Rồi, con thỏ này. Con thỏ ra cơ mà. Không sao. Sao? Giờ cái này rô quá. Ồ, ok. Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Rồi mọi người nhớ màu của mọi người không? Tôi rồi bây giờ nâu cam đó. Chắc màu trước nha, chắc màu trước nha. Cả Duyên cũng thích nha. Thích màu gì Sim? Nâu cam. Sam? Màu vàng. Cái hồng thỏ. Hồng thỏ, Sam là màu vàng đúng không? Đúng rồi. Đúng màu của Sam. Ôi,
Nhưng không phải con của sao? Ủa? Con hung cao cổ. Chào ơi. Trời ơi, con hung cao cổ. Thì là hai con hung cao cổ hả cậu? Trời ơi. Hồi nãy mình cũng inbox cái hộp này chung với Sim, tại Sim tặng mình cũng inbox được hung cao cổ. Bây giờ mình mở tiếp tục của mình cũng là hung cao cổ. Còn tôi squat kìa. Thôi ok, không sao, hôn cao cổ thuộc Giang. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ đến với hộp tiếp theo. Hộp này hơi bị đẹp nha. Hộp này là con gì lạ lạ, xin cho mẹ tôi. Tôi thấy có đẹp biết nào đâu ta. Tôi thấy rất là lạ, độc lạ, bình dương luôn á. Đẹp mà, trời ơi, bạn coi cái hình nè. Nhưng mà được cái con này nhìn nó xì tim rồi ạ. Đâu? Nhìn nó ngầu. Con này nhìn nó xì tim mà. Chị em thấy miếng nào xì tim. Con này hả? Con này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 màu. Bây giờ con này thì mình xin đổi cái này đi. Nó ra màu đỏ thì sẽ là của Kai. Nó ra màu xám là của Sang. Nó ra màu xanh dương là của... hả? Mình màu trắng. Sim màu trắng hả? Ừ. Rồi ok, màu trắng là của Sim, còn màu xanh dương thì là của tôi nha. Rồi. Tuyết mà. Vậy đi cho nó nhanh. Đó. Rồi. Để xem coi nó là màu gì đây. Hộp này tò mò nè. Rồi, nhớ màu không? Dạ. Rồi, mở nha. Nhìn nhìn đi. Con này có chúng thì đâu thích đâu. Trời ơi, được quà mà nói gì nữa. Không, chứ là không con này thì nó sẽ có màu đỏ. Rồi. Nhưng mà nó cũng sẽ có màu xanh. Và tôi nhìn thấy có vẻ màu xanh. Sao nhìn lão vậy? Lão hả? Ui, ủa? Nếu như là chú ơi. Cái đồ chú ơi. Xanh nè. Sao cậu may mắn quá vậy? Trời ơi, con ra con dâu ra xong rồi. Rung quá xong rồi. Ê, vậy là con này là màu đỏ xanh, vậy là củ cay và tim rồi. Ủa gì? Ủa gì? Cái gì? Cảm ơn. Xin màu trắng bạn ơi, xin màu trắng bạn ơi. Của mình với bạn. Cái hay vậy? Sao ra xuất lực đây vậy? Ôi, mình mở được xuất lực các bạn ơi. Ôi, đã quá. Cái này là một với gọi là 1:6 luôn á. Ủa, nó đẹp. Xăm nhìn con mắt đó nè, nó đẹp. Trời ơi. Đẹp rồi luôn á bạn. Mình sẽ để cái hình của nó cho bạn coi nha. Cũng hơi đẹp luôn, nhìn nó ác thiệt chứ. Đẹp thật nha. Cộng một con viết trong bộ sưu tập. Trời ơi. Sao nữa, xăm về xăm chân con này ở giữa luôn chứ không nha. Chân ở giữa cho không. Đẹp hay đó. Cái bài cộng chứ nghĩa là cho nó truyền ra hết đi. Trời đẹp kia. Nè cái thẻ nè, giữ thẻ đi. Trời ơi, hiểu xong ra được luôn cái trời. Rồi. Tụi mình ra sức rỡ. Ngủ à. Tự nhiên mở được con sức lực hết đó bạn. Tay luôn. Rung luôn bạn. Trời tôi kiểu khoan tự. Sao lại có màu xanh với màu đỏ ta. Cái cảm giác này đúng cậu. Cái cảm giác này nó lạ lắm. Chắc là sẽ tốn tiền dài dài rồi. Ok. Rồi, rồi. Con này bây đi. Bây giờ mở con này đi. Con này thỏ thì chớ. Hộp thỏ đen. Ok. Thích gì? Tôi à, tôi sẽ chọn sức lực tiếp đi cho nó đà. Được rồi. Sức lực cậu hay không? Nghĩ lắm. Đúng đúng. Rồi. Tôi con xám. Xanh. Xanh. Sức lực luôn. Sức lực luôn đúng không? Nhưng mà nếu mà lỡ ra xích rạch thì cậu với tớ sao chia vậy? Thì cậu cho tớ con kia cũng được. Rồi cho tớ con kia cũng được. Thôi sao cậu khôn quá. Thôi đẹp thiệt. Ê đẹp thiệt nha. Con này đẹp nha. Cái mắt nó đúng láo đi các bạn ơi nè. Không mà cái mắt con này đẹp. Đẹp nha. Rồi. Đẹp mắt biết. Để xem nó sẽ là màu gì đây. Tôi thích coi màu chứ các bạn. Đúng là mọi người nên kiểu bóc với nhau. Vàng hết không? Nó là xích rạch nha. Vàng là xích rạch nha. Vàng á nó có hai màu là xích rạch nha. Cái gì vậy? Tao mới thắc mắc quá vậy. Cái gì vậy? Đừng rung mà. Cậu đừng rung nhé. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Thỏ màu đen. Màu đen là gì đâu má. Màu đen là con thỏ màu đen đó. Mà cái thôi. Hiếm kìa, em tỉnh nha. Hiếm thỏ, thỏ hiếm, thỏ hiếm. Mắc gì, mắc gì. Thỏ hiếm, thỏ hiếm. Mắc gì không? Mắc gì nè, mắc gì. Hồi nãy Sammy cũng mở cái này. Sammy mở được mắc gì. Đây, 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 rồi đây coi con của Sam nè, đây là con của Sam các bạn. Lẽ nó đơn vậy thì con của Sam là sẽ có mắt lé nha các bạn. Nhưng mà màu đen cũng được. Màu đen, con của mình cũng màu đen nhưng mắt gì đây? Xin lỗi, xin lỗi. Giờ cứ là mắt lé là sao? Không có cảm giác gì đang chưa kỳ vọng không kiểu ồ trời ơi. Tôi tưởng là thôi không sao được rồi, một anh em xin đôi đi. Con xin đôi đi, không sao được rồi. Được cái con này cũng viết rồi chứ đúng không? Rồi hộp tiếp theo. Hộp này tôi nghĩ các bạn cũng biết rồi. Cho mày đi hộp cung hoàng đạo đi. Hộp này là cung hoàng đạo hả? Đó. Cung giáp. Cung giáp thì con này mới nhất thì để sau. Này mới nhất để sau hả? Rồi vậy 12 con giáp trước nha. 12 con giáp thì thôi cứ theo tuổi mọi người đi. Đúng rồi, cây là tuổi dê. Cây là tuổi dê hả? Đúng rồi. Hèn ra con nào? Hèn nhìn mặt cây đẹp trai. Trai ơi.
chứ mấy bạn nghĩ gì? Rồi. Rồi. Tôi lại tiếp tục coi màu trước các bạn nha. Em mà lật ra hai con thêm dữ ha. Đây là cái thổ đen không biết đi bộ. Màu gì đó? Ông này cũng nhớ màu vậy. Một là con màu hồng các bạn, một là con thỏ, hai là con heo. Wow, wow. Hai con thỏ, con thỏ nhiều người săn lắm nha. Con thỏ là hiếm à? Con thỏ nhiều người săn, thỏ đấy là vậy là con thỏ con heo nào hiếm hơn? Thỏ. Thỏ hiếm hơn. Thế thì mình chọn thỏ. Ok. Thỏ hay heo đây? Thỏ heo đây. Lỗ tay. Thỏ mắt bún. Mắt ướt. Rớt. Thỏ mắt ướt. Sim cho bạn coi sim. Ăn gì vậy trời? Yes sir. Hiếm nha. Đã là đồ hiếm mà còn mắt ướt. Quá đã. Rưng, rưng. À mắt rưng hả? Vậy là ở đây hiện tại mình đã mở được tổng cộng là có hai con rất quý, rất hiếm nha bạn. Trời ơi, sao hiếm quá vậy? Cầm giúp Phong đi, cầm giúp Phong đi. Ghê quá cậu ạ. Ủa, còn con nào nữa ta? Còn còn con này nữa đúng không? Là 1, 2, 3, 4, 5. Thỏ. 5 con đủ rồi nè. Thỏ đây, con thỏ hiếm nước nè. Rồi ok. Hộp cuối cùng nha bạn. Thôi hộp cuối cùng khỏi hỏi nguyện vọng đi. Xích rịch mà mở thôi. Xích rịch thì ngọt con xích. Xích rịch. Xích rịch cái đó là đỉnh luôn á. Bây giờ bạn rờ biết có khuôn người không? Không, đừng rờ luôn. Đừng rờ luôn. Tại đừng rờ mình sẽ biết nó có phải xích rịch hay không rồi á. Rồi. Nên là cậu đừng rờ gì hết nha. Cậu xé cái mặt luôn. Xé luôn đó. Đúng rồi. Đừng rờ gì hết nha. Chơi nhìn sợ. Đó không rờ gì hết, tớ không rờ gì hết, tớ xé luôn nè. Màu trắng là xích rịch á. Một màu trắng là xích rịch hả? Sai rồi, tới. Bên kia. Rồi, cậu đừng nhìn luôn nha. Rút ra luôn. Rút ra luôn hả? Ừ. Coi mắt gì nè, mắt sau. Đừng. Phải. Rút ra luôn. Tôi phải che mắt đó. 1, 2. Ôi, sáng hả? Ủa sao màu xám là con gì? Màu xám không? Màu đúng không? Mắt gì đi? Mắt đồ ra. Wow. Không tệ. Nói chung là được con mẹ. Ôi con xem lên cái đòi lẩu. Ê cũng được. Ê nghe nha. Thôi. Ok bạn. Nói chung là tổng kết ngày hôm nay của mình, cài cầm giúp mình với. Đây, đây chính là tổng kết những em bé này, cài cầm giúp mình con này luôn của mình ngày hôm nay. Đấy. Thì từ từ đi đổi cái nón cho cái con xích rịch của mình nè mấy bạn. Wow. Trời ơi, cái nón ra xích rịch luôn á. Nhà vua. Cái con này á là không biết là anh bao giờ cai xin mới mở được con này á. Cậu được một con xích rịch thì thôi, còn nhà tớ thì bao nhiêu con xích rịch cậu cũng không biết rồi. Mà cái tớ đùa mà tớ biết làm sao chứ lại cao thủ cai ron được. Rồi, đây xin chào các bạn, mình đã thắng được tổng cộng là hai con hiếm nhất là con thỏ hồng mắt rưng và một bé chú hơi đó. Nói chung là đây là xích rịch luôn bạn, hơi bị đỉnh. Đấy, và thêm chút thêm là nói chung là bé thỏ hồng nè, rồi mấy bé linh tinh thôi đó. Rồi, mấy con này nó cùi bắp hơi, nên rồi. Là cậu cho tớ luôn. Không. Nhà tớ thiếu gấu bông, cậu nhà cậu nhiều quá rồi. Nhà tớ phải trang trí, còn quay clip cho các bạn fan nữa không? Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn nào thích video này và muốn mình sẽ cùng với tất cả mọi người inbox tiếp á, thì đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên là hãy qua bên kênh của tất cả mọi người ở đây để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Quay vậy thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.